bạn. Trong vòng 10 phút thì thay vì ngồi im một chỗ, bạn hãy đứng dậy và đốt 200 calo của mình với bài tập sau đây nhé. Động tác số 1, mình chạy chạm chân vào mông kết hợp với mở hai tay ra và vào vắt chéo qua nhau, gồng cứng cơ bụng lại, không thả lỏng để không bị sóc bụng nha. Nghỉ 10 giây trước khi chuyển sang động tác số 2, chúng ta sẽ bật nhảy squat, sau đó bật nhảy thu hai chân về vắt chéo qua nhau. Squat, vắt chéo chân, squat và vắt chéo chân. Động tác số 3, hai tay mình để ngang hông, bật nhảy 4 lần để bàn chân chạm vào tay, rồi bật nhảy nâng cao đùi 4 lần tay chạm vào đùi. Bạn đừng quên luôn gồng cứng cơ bụng lại nhá. Tiếp theo khá là mệt, chúng ta sẽ bật nhảy từng chân ra phía trước kết hợp với vỗ hai tay chạm vào nhau dưới đùi, hạ chân xuống thì tay giơ lên cao. Mình chuẩn bị cúi xuống, bước dần từng tay về phía trước đến khi thân người hạ xuống tạo thành một đường thẳng thì bước tay lùi về đứng dậy và bật nhảy co đùi về phía trước thật cao lên để chạm vào hai tay. Động tác số 6 là burpee, chống hai tay xuống rồi bật nhảy hai chân về sau, bật nhảy trở lại và đứng lên giơ hai tay lên cao, bật nhảy lên cao. Một động tác toàn là bật nhảy, thế nhưng mà động tác này đốt mỡ cực kỳ hiệu quả luôn đấy nhá. Mình biết là mệt nhưng mà các bạn hãy cố lên. Bây giờ là một động tác dễ dàng hơn, chúng ta sẽ squat di chuyển sang hai bên và bật nhảy squat. Bạn luôn giữ ở tư thế squat hạ thấp thân người xuống khi di chuyển sang hai bên mà không đứng thẳng lên nhé. Động tác số 8, chống tay xuống rồi bật nhảy về sau và trở về. Đứng dậy thì chúng ta sẽ chạy nâng cao đùi 4 lần và lặp lại động tác. Khi bật nhảy hai chân về sau thì bạn cố gắng gồng cơ bụng cứng hơn, không được võng lưng.
đã đổ mồ hôi toàn thân chưa? Tiếp tục đừng dừng lại nhá, vì động tác tiếp theo dễ lắm. Chúng ta chỉ cần nhảy đá chân sang hai bên thôi. Bạn hãy hít thở sâu và đều nha. Bật nhảy hai chân sang hai bên và trở về squat, sau đó bật nhảy hai chân lên cao không chạm sàn và trở về squat. Khi mở hai chân ra thì tay chúng ta cũng mở ra. Mình đã tập được 2/3 bài tập rồi, cố gắng kiên trì nào. Bật nhảy squat xa về phía trước rồi chạy lùi lại phía sau. Mình sẽ tiếp đất bằng mũi chân chứ không phải gót chân bạn nhé. Không còn bật nhảy nữa, chúng ta sẽ vào tư thế knee push up, hạ gối chạm sàn, hai tay chống xuống sàn cạnh ngực, khép khuỷu tay gần về phía thân người chứ không được mở ra ngoài, lưng luôn giữ thẳng và chúng ta thực hiện động tác chống đẩy. Nếu bạn mệt quá rồi thì có thể thực hiện động tác này chậm hơn. Siêu dễ luôn, đá từng chân về phía trước rồi đá sang ngang, đổi chân, gồng chắc cơ bụng lại và đá cao hết mức cơ thể của bạn. Mình nhảy sang trái thì lùi chân phải về sau. Tiếp tục nhảy sang phải lùi chân trái về sau. Đưa tay theo để đốt được thêm nhiều calo hơn. Động tác cuối cùng là động tác mệt nhất đây. Nắm hai tay lại với nhau, đưa lên cao trên đầu, bật nhảy cao lên, khi xuống thì đẩy mạnh hai tay xuống phía dưới. Khi tiếp đất thì bạn trùng đầu gối chân lại, hạ thân người thấp xuống, nhảy cao lên và vung tay thật mạnh xuống nhá. Cảm nhận cả cơ bụng ở mỗi lần khi bạn vung tay xuống. Mình biết là rất là mệt đấy, nhưng mà đây đã là động tác cuối cùng rồi. Có mình tập cùng bạn ở đây nên là hãy tiếp tục đi nào. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập này rồi. Mệt thực sự luôn đấy. Bạn hãy đi lại hoặc là dậm chân tại chỗ chứ đừng ngồi hay là nằm xuống nhá. Như vậy thì nhịp tim sẽ bị hạ đột ngột xuống và không hề tốt chút nào cả.
Hoặc là nếu như đây là bài tập cuối cùng trong ngày hôm nay của bạn thì bạn hãy bấm sang bên này để giãn cơ cùng mình nhé. Tạm biệt các bạn.